Mai Quốc Việt xin kính chào quý khán thính giả đến với một phân tích và bình luận. Thưa quý khán thính giả, một phân tích và bình luận hôm nay kính mời quý khán thính giả theo dõi bài viết Nước Mỹ cần Trump. Những gì bạn chưa biết, Facebook Thùy Trang Nguyễn. Có lẽ chúng ta đang nhìn thấy Tổng thống Trump tìm cách cứu vãn nền kinh tế nước Mỹ bằng cách đối đầu với Trung Quốc bắt các nước khác phải chi trả tiền dịch vụ để gìn giữ an ninh ở các nước như Nhật, Nam Hàn hoặc xa hơn là bắt các thành viên trong khối NATO đóng góp tiền công bằng hơn. Những gì chúng ta thấy về Tổng thống Trump chỉ là phân nửa. Điều mà đa số chúng ta không nhìn thấy là những gì Thùy Trang sẽ nói ra hết trong bài viết này. Nước Mỹ rất tội, phải nói là một đất nước phải cưu mang nhiều quá cho mục đích gìn giữ hòa bình thế giới. Chúng ta không đếm hết được đồng tiền xương máu mà người dân Mỹ phải gánh chịu, trang trải khắp thế giới trong nhiều thập niên qua. Đây là lý do vì sao nợ công của nước Mỹ ngày nay đạt 22.000 tỷ đô. Có người chê trách là từ khi Tổng thống Trump lên nắm chính quyền, nợ công lòi ra thêm 1.000 tỷ đô. Họ chỉ nhìn thấy con số không biết nói này, để rồi hả hê đổ tội lên đầu Tổng thống Trump. Bạn có biết trong thời gian chiến tranh lạnh với Nga, nước Mỹ đã đưa 250.000 quân trải rộng khắp Âu Châu với hơn 800 trại lính, đồn điền quân sự. Trong đó ở Tây Đức, Mỹ đã đưa hàng trăm chiến xa, máy bay dàn quân sẵn sàng chiến đấu để chặn vết dầu loan Cộng sản. Các doanh trại nổi tiếng như Panzer Kaiser, Ra rambstein airbase spandelem airbase thời chiến tranh lạnh đã qua nay nước nga không còn là nước cộng sản luôn đòi chiến tranh nguyên tử với mỹ nữa putin ngày nay giống như một thủ lãnh mafia hơn là một tổng thống của một nước đòi đối đầu với mỹ âu châu ngày nay đã yên không còn lo sợ chiến tranh với nga nữa tuy nhiên nhiều nước âu châu vẫn đòi mỹ ở lại để giúp an ninh cho nước họ mà không trả đồng xu các bạc nào cho Mỹ. Nước Anh bây giờ giàu có mà vẫn nhờ Mỹ giữ lại các công sự chiến đấu, các không đoàn không quân ở các doanh trại như RAF, Arcobury, RAF, Coxton, RAF, Fairford, RAF, Lake Hill, RAF, Mangwick. Ngày hôm nay, không những chỉ ở Anh mà quân Mỹ phải trải dài đóng quân trên nhiều nước ở Âu Châu như ở Ý, Thổ, Tây Ban Nha, Na Uy, Hà Lan, Iceland, Hy Lạp, Đức, Đan Mạch và cho tới tận Úc Châu, Ấn Châu, Trung Đông, khắp nơi đều có các trại lính mình gìn gi giữ an ninh. Thứ trưởng tượng số tiền chi tiêu quân sự mà người Mỹ phải gánh chịu cho các nước khác là số tiền khổng lồ, không thể đếm hết được thời chiến tranh lạnh đã đi qua người mỹ không còn bổn phận phải làm an ninh không công cho các nước khác nữa nếu tính gdp thì các nước như đức anh ý thổ dân họ giàu có sung sướng hơn dân mỹ nhiều chúng ta chưa nói tới các nước như nhật nam hàn và singapore họ đều giàu hơn mỹ mà vẫn nhờ mỹ giữ gìn an ninh cho họ tất cả chi phí nước mỹ tự gánh chịu chỉ một vài nước thấu hiểu trả tiền giúp Mỹ như Nhật và Saudi Arabia. Trở lại vấn đề con đường thông thương Biển Đông mà Trung Quốc đang sách nhiễu thế giới. Theo Thương mại và Phát triển UNCTAD, ước tính rằng khoảng 70% thương mại toàn cầu theo khối lượng được vận chuyển bằng đường biển. Trong đó, 60% thương mại hàng hải đi qua Biển Đông, ước tính Biển Đông là con đường thông thương 1 phần 3 vận tải biển toàn cầu, khoảng 5.000 tỷ đô mỗi năm. Thương mại của Mỹ đang sử dụng con đường Biển Đông và không riêng gì Mỹ. Hàng trăm nước khác cũng sử dụng con đường thông thương Biển Đông. Nay Trung Quốc sách nhiễu thì các nước khác làm ngơ để cho Mỹ tự giải quyết và họ chỉ ngồi chờ hưởng lợi. Mỹ kêu gọi các nước khác cùng tuần tra bảo vệ con đường Biển Đông, thì họ im lặng. Nước Úc tà tà lo sợ Trung Quốc không làm ăn với mình, không dám gửi tàu tuần tra với Mỹ, Anh, Pháp, Nhật, Ấn Độ, Nam Hàn và hàng trăm nước khác im re để Mỹ tự giải quyết với Trung Cộng. Họ chỉ ngồi chờ hưởng lợi. Tại sao Mỹ phải một mình chống đại sự sách nhiễu của Trung Cộng mà còn mà con đường thông thương Biển Đông là quyền lợi chung của hàng trăm quốc gia khác nữa, chứ không phải riêng gì Mỹ. Tại sao các nước khác im ré, không chịu đưa tàu xuống cùng Mỹ tuần tra? Nước Mỹ còn nhiều chuyện nội địa, dân sinh cần giải quyết, không rảnh hán mà lo chuyện bao đồng cho thế giới nữa. Tổng thống Trump nhìn thấy chuyện vô lý này, đó là lý do vì sao ông rút quân về cho các nước khác chi trả tiền gìn giữ an ninh và chuyện Biển Đông lâu lâu tao cho một chiếc tàu chạy ngang qua chơi. Còn thằng Khựa sách nhiễu thì kệ mẹ nó. Các nước khác tự lo. Không, ông mệt rồi. Mai Quốc Việt xin kính chào quý khán thính giả. Hẹn lại quý vị kỳ tới. Chúc quý vị và thân quyến khang an và thịnh vượng.